Nhóc. Mày mày like cái dáng này luôn. Cháu má nó xem đi mẹ. Chưa ăn là xem vừa ấy xong. Ngắn thế à? Ngắn hết tao. Ngắn thế hết tao là có người xem ngay gì đâu mà. Đầy. Tí nữa đầy người xem. Mày nhiều bạn. Cái Facebook của Nghĩa này có hoạt động mấy đâu? Đấy, đang quay xong cắn thẻ đây. Thì có mặt là có thẻ hết mà. Ừ, có cắn thì cắn là có mặt hết. Đéo mà. Đằng kia chưa cháy kìa, đằng kia củ kiệu chưa cháy. Đằng kia cái con rơm thì đấy mày với ít rơm này ra là nghĩ là được này. Mạnh gì nhỉ? Mạnh phê luôn gì? Mạnh ca phạm. Kèo. Đây à? Ở đây nó nóng. Ừ, không phải không cái bạn nó tạo. Có chứ nhỉ? Có này. Kèo rồi. Đây đằng này cũng hồng rồi. Đây tao vẫn thấy mày lên gì? Phải bình luận vào đi. Đi đâu? Đây. Rồi về đi. Gì là gì? Cậu rỗ. Mày gì vậy này? Mày phê luôn. Không. Đây đây này. Mẹ kiểu nó giật. Cậu cổ hú là phạm. Cậu đỗ. Có sao tao nai rồi mà không bị bà. Nát. Đây. Niền. Ôi tao chạy. Quá đẹp béo ấy. Ở quê, lên đây chơi. Hết rồi. Tuấn là gì nhỉ? Bố cú tít. Tít mít. Tít cái này khó lắm, cả thằng Mạnh khó lắm. Béo. Thằng Tường Vi ấy. Ừ, tít rất khó ấy. Tường Vi cánh mỏng. Mình tìm chắc vào thấy được. Thằng đi ăn siêu mỏng. Chỉ là có mấy thằng nó hay nói chuyện nhau tìm dễ nhất. Có mạng nào xem chưa? Về quê lướng gà đi anh Hiếu ơi. Chính rồi. Ủa, củi nhiều cháu lên được. Không, chưa ăn thôi. Không, cái củi học này. Thôi, để cho cháy. Thấy bảo Hà Nội chuẩn bị hạn chế người đi về rồi mà. Ai đi qua thì phải có chốt kiểm dịch hết đấy. Dịch đặc về Hưng Yên đã, anh em đang đã đốt rồi đẹp phòng mình. Mình đang xuống rồi. Ô ấy thừa là cách ly luôn rồi gì? Con kia bị nó cách ly luôn rồi gì? Thế á? Ừ. Ở thừa bị á? Chụp lên. Ừ. Cũng đi khám bạch mai về lên gì? Xét nghiệm lên gì? Âm dương tính gì á? Thấy ấy. Nghiệm rồi chưa biết là dương tính không. Vẫn 204. Cách ly luôn. Đã lên 200 rồi á? 204 đâu rồi. Sáng nay bắt đầu sáng nay. Sao bây giờ còn 200 người mấy rồi. Đầu sáng nay 204. Từ sáng đến chiều nay đâu phải. Bọn nó chia sẻ thứ ở mầm lên này. 188 nhỉ? 188 thì chắn 23 hôm nay rồi. Nên 194 đến 204 rồi. 204 là sáng nay. Sáng nay 203 tối qua. Đéo biết được. Sáng nay mới lên 1 ca thôi. Cậu tiếp vào đây suy nghĩ. Không có trâu. Thế thôi chả. Một tiếng là ăn được đúng không? Có làm thêm món gì không? Hay mua đi ra mua thêm cái gì nhỉ? Ba nước chấm mềm thân thiết anh mang xuống rồi. Đây mà.
Ừ, có câu không? Bảo con chấm 2 cân mà. À là. Thì mẹ nào rồi. Trên đấy ở đấy 2 tháng rồi ngồi một chỗ chết mệt. Về quê cho lành. Nó thoáng. Vừa mấy thằng bạn nó cho một củ tám nên là con này được có ai nhỉ? Con này được có ai? Bao lâu rồi nhỉ? Cam. Đi bẻ đứng nước trắng vừa đái xong đầy đầy, đầy nước trên lá mà đi vào đấy. Anh mình đái đây à? Vừa đái xong. Tí ở đây chứ. Đái bận thế. Đây này, mới tạo được cái trang trại về quê chơi. Đẹp nhỉ? Đấy, phải cho luôn cả cái này vào. Không, bên bên nhà kia, bên nhà kia có bán không? Đâu. Bên nhà kia rồi. Bán việc bán cứt. Không bán. Thế à? Ở đây không ai bán. Không cứ để vào lòng. Bạn ra cái chỗ trang trại là Tuấn Ngoan bán. Ngoan Tuấn á? Ngoan Tuấn trang trại nó nào nhỉ? Chỗ nhà ta. Nhà đấy làm cháu. Muốn ở đây cẩn thận tí. À, cái này tài làm gì? Tôi không thích. Chỗ đấy đi đến bao giờ cho ta ra. Bao giờ tao mà làm được cái khu lan can chỗ đấy mới đi à? Ừ, chỗ đấy thì VIP vì ôi thật, đi mẹ đẹp gấp vạn nhà Tuấn Ngoan mấy cả nhà Thủy Tranh luôn. Tao thích quay hướng nào. Mày trước mặt cho nó thế. Ừ thì tao bảo tao thích quay hướng nào. Anh nhà ông Tuấn cũng ở đấy đúng không? Nó một cái mặt của nó ra đối, nó còn sâu đối, ở trong đối diện nhà thằng Tài này tao đúng chia nhà tao nếu mà làm thế chia hết mẹ mặt cả nó rồi. Ừ. Nói thế nói em đéo thì nhà mày làm thì có tiền mà nhà, làm hết rồi đấy mà chia mặt mà nó xây, hết nhà em mà xây bờ tường lên nhá mấy nhà kia đéo có tí gió đúng thật. Nhưng mà nhà chú làm nhà đấy đẹp. Nhà cái ao quá đẹp. Nhưng nhà Thủy à nhà Mạnh cái nhà đấy rồi là à nhà ao làm gì nữa? Ví dụ sau này đại gia thì không sau này để cho con nó làm đại gia em thật thừa thì à. Thì hai cái nhà ở đã hết đâu nhìn thật. Cái gì có thích nhìn không ai đây ai đây nhất gặp bố vợ đấy đang này cũng ngồi hội rồi anh nướng gà em ạ. Đấy đó cứ to làm nó lại hộc. Nó như Canadit nó ấy, lửa gió thổi nó sẽ là hộc. Đạp côn nhiều. Đạp côn nhiều. Mày đạp côn chân trái mày đạp côn chân phải à? Chân trái đấy. Nhiều. Ừ. Chân trái chân thuận nữa. Làm đéo có mái mà đá. Biết đâu được. Biết đâu được. Biết đâu được mày. Nói thế nó cố ý nói để cho vợ biết nghe biết đấy. Làm gì có xem đâu mà biết. Xem à? 5 người. Chụp ảnh nhưng còn có đông người bình luận nhưng trực tiếp rất ít người xem nhỉ. Và lên mười mấy. Nó chỉ xem qua cái là chuồn luôn thôi, nó không xem đâu. Vừa lấy 14 người, 15 người. Lên 10 rồi. Ấy giờ. Ở xuống xóm dưới. Năng rảnh xuống đây. Mai là mùng 10 tháng 3 đúng không? Kìa, mai mùng 9. Hôm nay mình thế hôm nay mùng 8 chứ. Ừ.
Thức mày về quê chưa? Anh Việt ơi, lên đây lướng gà. Gà lướng. Chưa giờ chả có mùi vị trong người. Dạ. Chưa uống thì chả cảm giác gì. Đó. Chưa uống chả cảm giác đéo. Tịt tẹ sáng đéo ăn gì ngủ. Cay vãi lồn. Cũng lướng rồi anh. Về quê đi thưa cơ. Ở trên đấy làm đéo rồi lại. Giờ sau này ra còn khó ra. Thế mai mày có đi Hà Nội luôn không nhỉ? Không, ra nên làm gì? Đang còn hơn 400 thùng chuẩn bị về, còn chưa thèm đền, kệ. Hôm qua ra được 200 thùng rồi, thế là về. Vẫn về được hàng anh? Về vẫn đều. Cái đồ ăn thì nó vẫn khử khích về mà. Không phải, bên đấy là nó cũng dịch nó đỡ rồi. Thế mày ở trên đấy mày biết chợ Long Biên đóng cửa rồi. Vẫn mở mà, Long Biên đóng cửa đâu. Các chợ nó không đóng cửa chợ đầu mối làm sao đóng, chợ đóng cửa. Chết không, đóng cửa. Chợ Hoa Quả đóng cửa, còn chợ Đồng Xuân là đóng cửa. Chả đóng cửa, cái chợ thiết yếu mà đồ ăn đồ uống là vẫn phải mở. Bạch Mai vẫn cho các ca chạy thận vào chạy hết. Xếp hàng vào chạy thận. Ca chạy thận ở sẵn trong đấy thôi. Không, nó vẫn cho vào. Ở ngoài vẫn cho vào. Cho vào đi. Riêng một khu. Các người định kỳ ấy. Vẫn đến cho vào hết. Hôm qua lướng mấy cuốc rồi anh? Sợ nhỉ, chạy thận. Mai là nghỉ rồi anh ạ. Mai làm gì có chuyện được tụ tập này đâu. Tụ tập hết. Thích mai ăn tiếp gì đâu. Nhà mình mà. Mình ở nhà mà lo gì. Dưới 10 người đâu. Ăn trên 10 người. Đâu mai là trên 3 người là trên 2 người là không được rồi. Có lộn. Thiệt. Nó làm sao tao về đây mà bắt. Bắt gì. Biết đuổi đâu mà bắt. Biết là vẫn bắt từ live stream này xem. Không bắt được. Không bắt được. Giữa 2 người. Bắt sao được. 10 nhà người. Nào ở yên nhà đấy thì chứ còn bảo là trên 2 người á. Có mà bắt. Từ khi công ty nó nghỉ hẳn hết xong bên lúc bây giờ mới nói được. Bây giờ cho công ty nghỉ gì rồi thì bắt được. Còn đâu, mẹ công ty nó toàn ố cái lòng mè đó. Mè trong lòng cho cái mè cho đây à? Mè cho lướng hết à? Tráng. Hả? Mè ra cho đây hết à? Thì chút bị vào lướng thì tao nướng mình. Nhớ lại mà tí nó ấy xào nước mì. Xào mì. Làm đĩa xào nó ngon. Thôi kia, tí đưa ra kia xem có thịt bò thì biết ra nào một tí nấu mì. Không ăn. Không ăn. Ăn gì mà ăn, ở tường con thì cho xào chứ còn ăn gì. Tao với quay vẫn bán cổng nào. Với quay bán mà. Ừ. Ra làm con đi. Mày điên là ăn. Ôi, ăn cái này còn hết. Sợ thiếu. Đây này, thằng này mồm rộng này. Đấy, nên mới bao nhiêu cân này. Trông béo thật. Quay tao nữa sổ lắm. Rượu à, ăn chị ơi, gì? Mày chồng Duy cầm máy thì thâu ấy cho cái này đầy người xem luôn. Nghĩa, nghĩa là em không đủ đây. Sức anh ạ. À, quay vào đây. Có bác khỏe thì ấy thôi chị em yếu lắm. Xích. Xích ở ngay à. Không cho chạy đi. Gió quẩn nhỉ. Ô hôm nọ có đi ăn cưới em gì nhỉ? Em ủa? Hoa hồng đen này. Ô tô. Có mời nhá đâu. Bà xem à? Ôi tưởng cưới lâu nhỉ? Mới cưới mà. Sao anh Quyên á? Quyên. Cưới rồi à? Cưới rồi. Ăn hỏi thôi, ăn hỏi hoành tráng vãi lồn. Cô thế à? Nhà nó có tiền. Mình toàn thấy giấy mắt thôi đi con mẹ. Nhà hoành tráng nhất sạch. Làm sao được nhất sạch được? Nhất đấy. Nhất đấy. Tốt nhất thôi chứ không phải là nhà đó nhất. Cái nhà bên cạnh đối diện kia mà vứt cho chó à? Không bình thường, không đẹp bằng nhà nó còn hoành tráng, nó hai mặt tiền đúng không ạ? Biết là hai mặt tiền rồi. Không bằng được. Nhà nó vào đấy, ở đấy phải 4 suất. 4 suất, đúng rồi, 4 suất. 2 suất trước, 2 suất sau. 4 suất đấy. Là chục tỷ cũ rồi. Nhưng nhà nó mua đầu tiên có tầm khoảng 800 triệu 1 suất. 600, nó bảo 600 á? Nó cạnh nhà Hồng Tuân đấy nhỉ? Ừ. Nhưng mà chủ tiếc cho chủ Dũng. Tiếc cái gì? Tiếc gì? Không có tiếc. Bây giờ có chửa chúng Dũng mẹ mình có nãi có chửa có được cưới đéo đâu, nó đi theo đạo mà.
quay đi theo đạo đúng không? Cưới hết. Theo thì theo. Không cưới được, chưa không cưới được. Chưa không được cưới. Theo đạo không được cưới. Đạo thì là phải gì? Đẻ xong mới được cưới à? Cưới. Không hết. Được đẻ à, không được cưới, nhưng không được phá. Cưới nhưng vấn đề là cha nó không không chứng nhá. Ra khỏi đạo. Ừ, đúng rồi. Nó 3 triệu ra khỏi đạo. Mày muốn làm gì mày làm. Phúc ơi, xuống đây Phúc ơi. Cho đi cho chốp đi. Ừ, còn Phúc ít vô. Cách ly sao? Cách ly à? Ăn ớ ăn mừng Covid. Ăn mừng từ trưa rồi. Đây này, này ăn từ trưa này. Lắm giờ lại tiếp tục. Gà lướng anh ạ. Ở bên đây gọi là lướng đâu, gọi là gì nhỉ? Úp thau. Úp thau. Không là nướng á. Đây là lướng là cũng là loại gà nướng. Úp thau khác, lướng khác. Em về quê trốn dịch rồi, trên đấy căng quá. Tiền nhiều để làm gì, Covid thì chết. Tiền nhiều để uống bia, đi mẹ mày sau ấy, sau cái vụ này chưa biết thằng nào hơn thằng nào. Bây giờ đi cứ thằng nào nhiều gạo là thằng cái sướng thì cô cứ về quê là ok. Đi chỗ đi. Tuấn, đi chỗ đi. Mà nó chỉ lên thành phố nó. Cứ bây giờ tụi quay đi. Bốc 15 phút rồi đi. Nó sợ ngay mà. Nói chung là đến tầm tuổi mình à, mình đi kiểu là mình vẫn thanh niên ấy. Cả Việt Nam mình đang ít thì mình cũng không sợ, chỉ sợ là những kiểu là nước ngoài còn phải trốn. Không phải, không phải là mình nếu mà bị nhiều quá cơ, nhiều quá thì cái y tế nó không phải nó không 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 ấy được thì là mình còn nguy cơ thôi. Không dã chiến được. Dã vào mắt. Nó không có đủ các cái. Nhưng tốt nhất là mình cứ tránh không đủ được. Mỹ còn đéo đủ được nữa là. Thật đến Mỹ còn đéo đủ được nữa này. Bây giờ nó có khoảng 100 cái máy thở nhưng mà lên đến 105 thì năm ông kia phải ở nhà mà không, cả các bệnh không thằng nào có tiền triệu, thì là nó vẫn sống. Bây giờ nó 9 nhiều tiền. Triệu dân. Tỷ dân đến nơi rồi. Các đứa bị Covid đa số toàn bọn nhà giàu nhịp tỏ. Mình điều. Đến công chúa của đất nước gì còn chết nữa này nhỉ? Mình đến 100 triệu dân chưa? 90 mấy triệu dân. Trưởng Iran còn ra đi hay gì? Toàn bộ trưởng, toàn bộ trưởng. Tiền nhiều thế. Nó đã dịch thì đéo thả cho. Em lấy lửa đốt Covid làm sao mà chết được anh. Em đang ở quê mà. Đấy. Anh nhìn đất nhà em này đấy. Bát ngát thẳng cánh cầu bay. Xong rồi bảo em đang đốt ở trên nóc nhà. Đang nướng gà trên nóc nhà. Đấy. Đấy. Anh nhìn thấy đất nhà em chưa. Thẳng cánh cầu bay. Chùa này nhìn thấy gì. Đông đủ hết. Thấy bảo Phúc đang bị cách ly à? Ao đây anh ơi. Ui ôi, quá nhiều ao luôn. Được không anh? Trốn dịch. Thấy vừa đây đang bảo bọn nó bảo mấy thằng bảo gọi Phúc xuống thì bảo là thì, Phúc có bà mới đi Bạch Mai về nên bảo thế thôi. Nói thế cho anh mời bảo xuống có phải dưới là đây anh em đây. Mai anh về em câu cá anh ơi. Mất có 3 lít thôi, về là sờ cũng không thế mở được đâu. Thế là Thảo mất à? Ừ. Ui, Thủy. Thủy cũng mất. Ui. Thủy mới qua 6 mình. Quá, tao về trước mà. Tao mất 5 xịt thôi, 5 chục cú. Mình 4. 4 chục à? 400 à? Ừ. 1 củ. Xoay ở 500. Xoay 700. Ủa? Xoay á, xoay phải 600, 600 rưỡi. 400 này thì ai sợ, tuần mấy trăm? Tuần được. Được 100 rưỡi. 100 rưỡi. Tráng được 300 à? Được 100 rưỡi. 300 được 700. Tráng ra đi. Ừ, thu 300 là gì? Có cá gì nhỉ? Cá chấm này, cá chuối. Đấy chuối, mới nuôi 1.000 con. Mới nuôi 1.000 con cá chuối anh ạ. Vẫn dùng phá hơn được mà. Vẫn nhìn ở trong điện thoại. Tí nữa rời tối chụp con này mà xem như chụp ban ngày luôn. Đúng rồi, cái iPhone là thế mà.
máy ảnh nó hỗ trợ ban đêm. Mấy cái ảnh thế. Mình sáng máy nhà đi vợ đéo gọi điện. Tình nè. Hết sạch pin. Nhưng cả tình gì không ăn cơm nhà, báo cơm nhà rồi tí về tắm là xong, tắm. Vậy á? Tắm là ngủ à? Vậy á? Ừ. Báo cơm nhà rồi á? Báo không cơm nhà. Được báo cơm nhà rồi. Báo cơm nhà. Cái vừa về làm gì? Gì? À, chưa 50 người về phải xài cho đỏ hẳn đâu. Vừa lấy cơ mà, về đây rồi cơ mà. Đâu về tôi quan nhau, tôi tắm mưa tiêu. Vừa nằm về. Đấy.